Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay shop đồ bẫy em xin được giới thiệu mẫu lụp đánh cuốc và tràng nghịch ạ. Mẫu này là mẫu một mặt. Form này là form lồng trần nhé. Giờ em xin phép được báo kích thước của cái mẫu lụp này cho các bác nhé. Cái lồng nhốt này thì bên em nó đang có kích thước là 24, 27 và cao 27 nhé. Còn kích thước của cái mặt sập này nó đang là ngang là 40 và dài là 36 nhé. Cầu tử bên em là cầu tử quay ra nhé, cầu tử bập bênh. Lưới thì bên em là lưới đan tay thì dùng bằng sợi dù siêu bền nhé. Những cái lan lồng này nhé là bên em hàn hai đầu, còn giữa thì bên em sẽ buộc bằng sợi chỉ dai nhé, nhỏ keo. Tay lắm thì bên em dùng tay lắm gỗ nhé, bịt đồng hai đầu. Giờ em xin phép được test cái cầu tử cho các bác nhé. Đây là cái bấm này, em xin thả nhé. Đấy, rất là nhẹ thôi, cái độ nhạy rất là cao nhé. Và thường thường thì cái mẫu lụp bên em ấy sẽ có một cái khóa chống sẩy này. Đấy, sẽ không bao giờ sợ là bị sẩy nhá. Lưới đan bên em thì đan mắt rất là nhỏ ạ. Cửa bên em là cửa kéo này. Dưới cửa có một cái khóa chốt này. Khi các bác rốt con mồi vào này, các bác sẽ chốt lại này. Đấy. Bác nào quan tâm đến mẫu lụp này nhé, thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ạ.